Thì đây là hai cuốn sách mà Ngọc Automation biên soạn. Cuốn sách đầu tiên nội dung đó chính là lập trình web server, tức là chúng ta muốn điều khiển PLC qua điện thoại rồi qua internet, qua máy tính, qua trình duyệt thì chúng ta sẽ sử dụng cuốn sách này. Còn cuốn sách này là lập trình PLC ở trên Visual Studio C Sharp ấy. Khi mà gấp được cái cảm biến 3 tác động thì nó sẽ di chuyển qua bên bằng tại 2. Nó sẽ di chuyển như thế này. Nếu mà chạm cái LS2 ấy thì nó sẽ đi về, chạm LS2 thì nó sẽ lùi về. Lúc này nó sẽ tăng là đếm được một sản phẩm rồi. Đây là một cái hệ thống điều khiển và giám sát robot trong cái dây chuyền sản xuất. Thì hệ thống này thì bao gồm thứ nhất là hai cái băng tải di chuyển sản phẩm này và ba cái limit switch. LS3 thì là phát hiện sản phẩm từ băng tải 1. LS1 thì phát hiện giới hạn trái của cái cánh tay gấp. LS2 thì phát hiện giới hạn phải. Còn cái pH này, tức là cái này là giữ phát hiện sản phẩm ở trên tay gấp. Và lúc này thì tay gấp sẽ kẹp lại và giữ sản phẩm lại. Lúc đó khi mà cảm biến giữ rồi thì cái tay gấp sẽ di chuyển từ LS1 qua LS2. Sau đó là đưa đến cái băng tải 2 và di chuyển sản phẩm đi ra ngoài. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành đếm sản phẩm. Khi mà LS2 tác động thì chúng ta sẽ đếm sản phẩm. Mỗi sản phẩm là sẽ đếm tăng một giá trị. Và các cái đầu vào của cái hệ thống này thì bao gồm thứ nhất là nút nhấn Start, Stop, rồi pH, LS1, LS2, LS3, băng tải 1, băng tải 2, rồi các cái đầu ra như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện lập trình trên TLV16 luôn nhé. Trước hết thì các bạn sẽ mở cái phần mềm TLV16 lên. Ok, sau đó chúng ta sẽ tạo một cái project mới, các bạn sẽ create new project, mình đặt tên cho nó là tay gấp sản phẩm. Và chúng ta sẽ chọn đường dẫn lưu file. Ở đây mình sẽ lưu ở một cái thư mục, ví dụ như ở document chẳng hạn, mình sẽ tạo một cái folder mới đặt tên là tay gấp sản phẩm. Và chúng ta sẽ lưu ở trong cái folder này. Sau đó các bạn sẽ nhấn nút create để tạo cái project mới. Bây giờ chúng ta sẽ thêm POC bằng cách là config a device. Sau đó nhấn nút là add new device này. Ở đây mình sẽ sử dụng POCS7120, các bạn sẽ lựa chọn CPU. Ở đây mình sẽ chọn là 1212C ACDC Relay. Còn CPU này, các bạn sẽ nhấn nút S. Ok, bây giờ chúng ta đã có phần cứng của PLC rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ thêm các cái tag cho cái bài toán này. Thứ nhất là nút nhấn Stop, nút nhấn Start. Các bạn sẽ vào Program, cái PLC tag này. Chúng ta sẽ add new, các bạn vào default table cũng được và đặt tên cho nó là start stop chứ stop là i0.0 start i0.1 rồi pH là i0.2, chúng ta cứ đặt theo thứ tự như vậy. Và đầu ra của cái project này thì có thứ nhất là băng tải 1, băng tải 2, rồi cánh tay quay trái, cánh tay quay phải, và cái K là cái gấp, K là gấp, chúng ta sẽ đặt tên cho nó luôn, băng tải 1 là Q0.0, băng tải 2, Q0.1, rồi left là quay trái nhé, right là quay phải. Còn K là kẹp. Vậy thì chúng ta sẽ đặt comment cho nó luôn. Stop là nút nhấn stop. Và bởi vì là do cái SCADA không sử dụng, tức là không nhận miền nhớ y, do đó chúng ta sẽ thêm các cái miền nhớ M song song với miền nhớ y bằng cách là như thế này nhé. Mình sẽ đặt chữ M trước rồi nút nhấn stop đằng sau, cái này là M0.0 chẳng hạn, M0.0 rồi M start, cứ theo thứ tự như vậy thay miền nhớ y. Như vậy là chúng ta đã có các cái miền nhớ như thế này. Các bạn có thể là copy cái này xuống đây và dán vào đây. Các bạn mở ngoặc một cái là miền nhớ M, mục đích là để đưa qua SCADA thôi nhé.
Và cái nguyên lý vận hành của cái hệ thống này như thế nào? Thì chúng ta sẽ ở đây mình sẽ thêm một cái khối nữa, đó chính là khối mô phỏng. Các bạn sẽ click vào Add New Block này, thêm khối FC, khối các bạn đặt tên là FC, tức là khối chức năng chương trình con đấy, mô phỏng là simulation. Vậy thì bây giờ chúng ta có hai cái block, đó chính là block chương trình chính và block chương trình con mô phỏng. Thì chúng ta ở ngoài cái chương trình chính main này thì chúng ta kéo cái FC mô phỏng qua. Kéo qua mục đích là để gọi cái chương trình con mô phỏng vào chương trình chính. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gọi chương trình con mô phỏng. Chúng ta sẽ lập trình sao cho cái chương trình con mô phỏng này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm theo cái nguyên lý vận hành như thế này nhé. Khi mà nhấn nút khởi động thì băng tải 1 và băng tải 2 làm việc, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ khởi động hệ thống. Khi chúng ta nhấn nút Y này và MI thì chúng ta sẽ gì? Set bit lên 1. Sử dụng cái chức năng set này. Cái này là start và M song song nhé, nhớ là song song start. Thì chúng ta sẽ set cái băng tải 1. Set cái băng tải 1 và set băng tải 2 luôn. Như vậy là khi chúng ta nhấn nút start này thì set băng tải 1 và set băng tải 2. Sau đó là khi mà có sản phẩm ở trên băng tải, tức là cái LS3 này tác động này, thì băng tải 1 dừng và cánh tay gấp robot K làm việc kẹp sản phẩm. Ok, tức là khi mà phát hiện sản phẩm LS3 nhé, phát hiện sản phẩm LS3 thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái chức năng, đó chính là hai chức năng này LS3 MLS3. Thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây các bạn thêm cho mình một cái Petrix. Petrix mục đích là để nó không không tác động nhiều lần. Và chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng một cái miền như M10.0 chẳng hạn. M10.0 là Petrix, cái xung truyền lên tác động một lần thôi. M10.0 các bạn đặt tên cho nó rename tag cũng được, mà không cũng được. P0 à P1 đi. P là xung đấy, xung truyền lên. Sau đó nó sẽ làm gì? Khi mà LS3 phát hiện sản phẩm thì chúng ta sẽ dừng băng tải 1, đồng thời là gấp cái robot kẹp sản phẩm. Ok, thì chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta sẽ reset cái băng tải 1, đồng thời là set cái kẹp sản phẩm. Set thường thì các bạn sẽ để set ở trước reset nhé. Cái này là kẹp, tức là K đấy, K là kẹp sản phẩm. Và khi mà gấp xong sản phẩm thì robot quay sang bên phải. Thì khi mà nó phát hiện rồi, tức là xác nhận đã kẹp thì chúng ta sẽ tiến hành quay sang phải, di chuyển cái cánh tay sang bên phải bằng cách là khi mà cái này, cái K tác động, đúng không nào, và cái P này tác động lên 1 thì chúng ta sẽ set cái cánh tay sang bên phải. Ở đây tức là cái PH này, cái này là PH, tức là phát hiện đã kẹp sản phẩm MPH, thì cho cái cánh tay robot quay sang bên phải, right. Và khi mà sang phải thì chúng ta phải reset left nhé, tức là một lúc thì chỉ có một trạng thái, một cái hành động thôi, do đó là chúng ta sẽ phải reset left. Đá phải thì reset trái, tức là cái này đá lên 1 thì mới được cho quay sang bên phải. Và làm việc khi mà cánh tay gấp giữ sản phẩm trong quá trình quay sang phải thì robot đến vị trí LS2 thì tay gấp nhả sản phẩm và đảo chiều quay về. Ok, thì khi mà LS2 tác động thì nhả sản phẩm.
cộng quay trở lại, quay về. Quay về tức là quay về trái đấy. Rồi, khi cái băng tải này, cái này đang chạy, tức là cái right này đang vận hành, và LS2 tác động, LS2 tác động, thì chúng ta sẽ nhả cái kẹp ra, chúng ta sẽ reset cái kẹp này, K này. Đồng thời là set, trước hết là chúng ta phải set cái nhả kẹp trước, sau đó chúng ta sẽ set cái gì? Set cái left và reset cái right. Tức là để nó quay về vị trí ban đầu. Right, đúng rồi nào. Cái này là LS2 đúng không? LS2. Cái này là M, LS2. Và khi LS1 phát hiện thì dừng lại. Khi LS1 phát hiện thì dừng lại nhé. Nhớ là khi mà LS1 thì dừng cánh tay lại. Thì khi mà cái này left mà đang lên 1, tức là nó đang quay về vị trí home ấy, vị trí ban đầu, mà LS1 tác động, thì chúng ta reset nó đi. LS1 tác động, LS1 mở lên 1, chúng ta sẽ reset cái left đi. Reset cái left này. Như vậy là chúng ta đã lập trình xong cho cái hệ thống gọi là gấp tay gấp sản phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng nó. Chúng ta mô phỏng cái gì? Chúng ta mô phỏng cái vật di chuyển, tức là cái sản phẩm nó di chuyển từ đây, từ đầu băng tải đến cái cảm biến. Rồi mô phỏng cái dịch chuyển, cái cánh tay nó dịch chuyển từ bên này qua bên này. Do đó là chúng ta cần có hai cái tham mơ để mà mô phỏng. Vậy thì chúng ta sẽ vào đây. À, ở cái chương trình chính thì mình sẽ thêm một cái bộ đếm nữa. Chúng ta đã thêm một cái tag bộ đếm sản phẩm. Bộ đếm thì chúng ta sẽ sử dụng là integer nhé. Integer tức là số nguyên. Và chúng ta sẽ sử dụng m với kép 100 chẳng hạn. Đây là bộ đếm sản phẩm. Ok. Và cái bộ đếm này làm việc như thế nào? Thì chúng ta qua main. Bộ đếm sản phẩm. Khi mà cái cảm biến này tác động, cái LS2 tác động thì chúng ta sẽ cho đếm sản phẩm. Rồi, cái LS2 này. Chúng ta để ở đây luôn hoặc là đưa xuống đây. Khi nó đang quay phải, đồng thời là có LS2 tác động. Và ở đây các bạn sẽ phải sử dụng cái Petrix nhé. Để nó không đếm liên tục. Petrix chính là cái này. Chúng ta sử dụng M10.1. Lúc này chúng ta sử dụng M10.0 rồi đúng không nào? M10.0 ở đây. Thì chúng ta sẽ đổi tên tag cho nó là rename tag lại thành P2. P là sung sườn lên. P2. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng chức năng là S, tức cộng đấy. Cộng bộ đếm sản phẩm. Cộng 1 lên giá trị bản thân nó. Bản thân nó cộng 1 giá trị thì nó sẽ được 2. Nó sẽ được cái một cái số đằng sau nó. Ví dụ như 1 thì là 2, 2 thì là 3. Nó cứ đếm lên như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua cái chương trình mô phỏng. Trước hết thì chúng ta sẽ mô phỏng sản phẩm di chuyển trên băng tải 1. Và khi băng tải 1 chạy đấy, băng tải 1, hoặc là khi chúng ta nhấn start chẳng hạn, simulation, chúng ta sẽ thêm một cái bit nữa, đó chính là bit mô phỏng có sản phẩm đi. Chúng ta thêm cái bit này, mô phỏng có sản phẩm trên băng tải 1, tức là mô phỏng có sản phẩm trên băng tải 1. Và cái bit này thì chúng ta để ở chương trình mô phỏng khi băng tải 1 chạy đúng không nào? Và chúng ta sẽ sử dụng cái bit này, mô phỏng có sản phẩm. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái sung sườn lên. Bit sung sườn lên, set. Hoặc là để vậy cũng được, để vậy, không cần sung nữa. Và chúng ta sẽ sử dụng cái timer. Toán, đếm lên 5 giây nhé. 5 giây thì cảm biến tác động. Toán.
tê thăng 5 giây thì cảm biến, khi mà cái timer này lên thì nó sẽ cho cái cảm biến cái này thì nó sẽ reset đi, reset cái bit là mô phỏng có sản phẩm. Đồng thời cái timer, khi mà cái timer này lớn hơn hoặc bằng 5, lớn hơn hoặc 4.9 đấy, compare, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm compare so sánh, lớn hơn hoặc bằng EIC timer 0, ET là execute time, execute time tức là giá trị bộ điểm thời gian thực 4 giây, lớn hơn hoặc bằng 4 giây đi nhé, 4 giây 500 mili giây chẳng hạn, 4 giây 500 mili giây tức là 4.5 giây đấy, thì nó sẽ cho cái cảm biến này lên 1, LS3 lên 1, tức là để cho cảm biến nó tác động. Sau khi mà cảm biến tác động rồi thì chúng ta lại mô phỏng cái này, nó tác động rồi đúng không nào, chúng ta lại mô phỏng cái này, nó di chuyển từ mấy giây đến mấy giây thì LS1 tác động. Chúng ta đặt tên cho nó là mô phỏng LS3, mô phỏng LS3. Tiếp theo chúng ta lại mô phỏng LS1. Mô phỏng LS1 thì khi mà PLC start thì chúng ta sẽ cho nó lên 1 luôn, hoặc là khi chúng ta nhấn nút start thì cho nó lên 1 luôn. Khi chúng ta nhấn B start hoặc là M start thì chúng ta cho set nó lên 1 luôn nhé. Set MLS1 đúng không nào, MLS1. Hoặc là như thế này, hoặc là khi mà cái timer, tức là cái khi mà cái nó di chuyển từ trái qua phải, từ phải qua trái trong thời gian 5 giây, chúng ta sẽ thêm bộ điểm ton chứ không phải là ton F đâu, ton. Timer on ấy, tức là chúng ta gọi là ton ấy, 5 giây thì chúng ta sẽ cho nó lên 1, set cái này lên 1. Nó on trong hai trường hợp như vậy. Còn nó off trong cái trường hợp nào? Nó off trong trường hợp, ở đây mình sẽ thêm một cái bit giữ đi, tức là nó luôn luôn bằng 1, M11.0 chẳng hạn. Chúng ta không làm gì nó thì nó luôn luôn bằng 0, do đó là luôn luôn có điện ở trong cái mạch này. Chúng ta sẽ copy toàn bộ cái này, cắt đi nhé, và dán lên đây. Tức là khi nó on trong hai trường hợp, nhấn start và timer on. Nó off khi nào? Nó off khi cái cánh tay di chuyển sang bên phải. Thì khi cái on cái right này, raise right, right trong vòng 0.5 giây đi, 0.5 giây thì cho nó off 500ms nhé, 500ms thì chúng ta reset nó đi, reset LS1. Rồi đây chính là LS1, rồi mô phỏng LS2, mô phỏng LS2 thì chúng ta cũng copy cái này. LS2 lên 1 khi nào? Cái LS2 lên 1 khi mà cánh tay nó di chuyển từ đây qua đây trong vòng 10 giây chẳng hạn. Ở đây mình cho 10 giây chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Khi mà cánh tay di chuyển sang phải, tức là right, trong vòng, trong thời gian 10 giây, ton 10 giây đi nhé. Ở đây 10 giây thì nó đi về cũng phải là 10 giây. Các bạn nhớ là cái này cũng sửa thành 10 giây luôn. Hai cái phải đồng bộ với nhau thì mới được. Sau đó là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ set cái MLS2. MLS2. Right rồi đúng không nào? Khi nào thì nó sẽ tắt? Khi mà nó di chuyển sang trái thôi. Khi có left,
trong thời gian bao nhiêu giây? Trong thời gian 500 mili giây thì nó sẽ tắt. 500 ms thì chúng ta đã reset LS2 đi. Ok chưa nhỉ? Và khi nào thì chúng ta mô phỏng cái kẹp này? Cái kẹp này khi mà cái K nó lên 1, trong thời gian là một cái K lên 1 thì mô phỏng cảm biến pH, tức là cảm biến dứ đấy. Thì khi cái K lên 1, K lên 1 thì chúng ta sẽ cho nó lên 1 ms pH. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo xong cái khối mô phỏng cho các cái cảm biến limit switch. Chúng ta có thể đặt tên cho từng timer. Các bạn chuột phải chọn rename data block, đặt tên là timer LS1, LS3 chứ. Timer LS3. Cái này timer LS2. LS2 1 chẳng hạn. Có 1 thì có 2 đúng không nào? Rename 2. Đặt tên cho dễ nhớ thôi. Rồi, cái này là LS. À, cái này là LS1 chứ nhỉ. Cái này là LS1 này. Cái này là LS2 nhé. Thì ném LS21, LS22. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lập trình thiết kế giao diện. Chúng ta sẽ nhấn nút Add New Device ở đây. Thiết kế giao diện SCADA nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn PC Rhythm và chọn RT, tức là Runtime. Nhấn OK. Ok, thì chúng ta có cái WinGC Java đây. Các bạn sẽ kéo cái nút Profinet này, kéo cái EIGNR qua đây. Cái này mục đích là để kết nối giữa WinGC và PLC. Sau đó các bạn vào Network Viewer, kéo từ PLC qua đây. Và từ cái connection cũng vậy, kéo từ đây qua đây. Như vậy là chúng ta đã tạo xong cái kết nối giữa PLC và SCADA rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế cái giao diện. Chúng ta cứ để mặc định như thế này luôn nhé. Và chúng ta sẽ đặt tên cho nó là SCADA hệ thống cánh tay gấp. SCADA. Sau đó chúng ta cứ vé như thế này thôi. Có hai nút nhấn start stop, rồi bốn cái đèn và hai cái băng tải như thế này. Start stop thì cả bốn cái đèn, trước hết là chúng ta sẽ vẽ bốn cái đèn. Đây là có K này. Cái này là K nhé. Và chúng ta sẽ mình sẽ zoom lên cho dễ nhìn. Các bạn sử dụng chức năng này để căn chỉnh nó nằm giữa luôn như thế này. Sau đó chúng ta sẽ copy. Có K thì có cái này là quay phải. Quay phải là QP. Quay trái là QT nhé. Các bạn sẽ căn chỉnh nó nằm giữa đi. Làm sao cho nó nằm giữa là được. Và chúng ta sẽ đặt tên cho nó thôi. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó ở đây là hệ thống đèn đi nhé. Đó là đèn báo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo hai cái nút nhấn, đó chính là Start và Stop. Start và Stop. Sau đó chúng ta lấy hai cái băng tải. Các bạn sẽ kéo cái chức năng này ra và click đúp chuột vào đây thì chúng ta sẽ tìm đến cái mix, conveyor mix là băng tải. Các bạn thấy có một cái băng tải như thế này. Và nhớ là vào appearance ở đây cái này, các bạn sẽ phải chọn là shader này để nó có thể đổi màu được. Chúng ta sẽ chuyển sang màu nâu như thế này để băng tải có thể đổi màu được khi mà nó tác động. Ok, ở đây là băng tải 1. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó luôn.
bằng tải 1. Và vẽ thêm một cái động cơ bên dưới biểu thị cho nó là động cơ của bằng tải. Các bạn sẽ tìm đến cái motor này, chọn cái này. Biểu thị cho nó là bằng tải 1, đúng không nào? Có bằng tải 1 thì chúng ta lại có bằng tải 2 thôi. Chúng ta lại copy cái bằng tải 2 ở đây. Sau đó chúng ta sẽ thêm cái LS1, LS2 và LS3. Ở đây có 3 cái LS đúng không nào? Cái này là LS1. Các bạn sẽ bỏ vào cái B này đi, đừng có cho nó chữ in đậm, nó khó nhìn. Đây là LS1. LS3 thì chúng ta sẽ sử dụng cái cảm biến này các bạn này, copy cái này này. Sau đó tìm đến cái sensor, tức là cảm biến. Chúng ta sẽ dùng cái này cho nó đẹp. Dùng cái này luôn. Đây là LS3. Đấy. Và có một cái nữa đó chính là pH. pH thì chúng ta để ở dưới này. Để ở đâu đây cũng được. Để ở đâu cũng được. pH, pH tức là báo cái tay gấp đã giữ được sản phẩm. Thường thì tay gấp sẽ có hai trạng thái là một là đang kẹp và đang di chuyển, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ group cái này đi. Sau đó chúng ta lại copy tạo một cái xi lanh báo là đang kẹp. Chúng ta sẽ chuyển sang màu xanh. Cái này chúng ta chuyển sang màu xanh. Đang kẹp sản phẩm. Rồi các bạn sẽ bỏ group đi, ungroup, sau đó ở cái property thì các bạn chuyển thành màu xanh. Và có một cái sản phẩm ở đâu đây chẳng hạn. Cái sản phẩm nó nằm ở trong cái cap này. Đấy. Cái này chúng ta sẽ cho thành một cái màu nào đó, ví dụ như màu đỏ chẳng hạn. Cái sản phẩm của chúng ta màu đỏ chẳng hạn. Đây. Sản phẩm sẽ di chuyển trên bằng tải này. Bằng tải 2 thì chúng ta cũng di chuyển cho xuống bằng bằng tải 1 đi nhé. Như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ group cái này lại. Group. Để nó biểu thị là xi lanh có thể di chuyển. Cái này thì chúng ta sẽ cho layer cao hơn đi. Để nó nằm trên. Các bạn sẽ click vào miscellaneous này. Sau đó chọn layer 1 đi nhé. Layer 1 chẳng hạn. Đấy thì nó nằm trên hai cái kẹp này. Cái này thì bình thường thì nó ở trạng thái như thế này. Khi di chuyển thì nó lại cho cái này xuất hiện đồng thời di chuyển qua bên bằng tải 2. Ở đây chúng ta sẽ thêm một cái nữa là bộ đếm sản phẩm. Đếm sản phẩm thì các bạn sẽ sử dụng cái outfill này thôi. Để cho nó hiển thị được số lượng sản phẩm. Đơn vị của nó là sản phẩm, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái nút nữa, đó chính là cái nút mô phỏng có sản phẩm. Mô phỏng sản phẩm. Khi các bạn nhấn cái nút này thì sản phẩm nó di chuyển từ đây qua cái LS3. Đấy, chúng ta sẽ cho cái này lên chút. Và cho mấy cái này qua bên này. Và bây giờ chúng ta sẽ copy một cái này nữa. Copy cái này. Để cho nó di chuyển từ LS2 qua LS1 trong cái chức năng mô phỏng. Thì cái này là nó di chuyển từ LS1 qua LS2 đúng không nào? Cái này thì nó từ LS1 như thế này. Nó chạy qua LS2 qua đây. Thì nó sẽ mất đi. Sau đó nó lại... sau đó cái này lại từ đây chạy qua LS1. Nguyên lý là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó hoạt động nhé. Trước hết thì các cái đầu ra, nút nhấn Start, Stop đã.
Và chúng ta đã quay trở lại main một chút để mà thêm cái chức năng, đó chính là lập trình cho nút nhấn stop. Nút nhấn stop thì chúng ta reset tất cả khi nhấn nút stop. Rồi, khi chúng ta nhấn nút B, TT stop. À, stop chứ. Và cái này là m stop. Chúng ta sẽ sử dụng cái bit gọi là reset một loạt bit này. Bắt đầu từ bằng tại 1 Q0.0. Chúng ta reset 5 bit nhé. Sau đó chúng ta cũng reset cái bộ đếm luôn. Bộ đếm sản phẩm mover. Chúng ta dùng chức năng mover 0 vào bộ đếm sản phẩm. 0 vào bộ đếm sản phẩm khi chúng ta nhấn nút stop. Rồi, nguyên lý là như vậy. Và quay trở lại cái screen này thì chúng ta sẽ gán cái bit start cho cái nút nhấn này thôi. Các bạn sẽ click vào HMI tag, không phải HMI tag mà là POC tag. Ở đây, các bạn kéo cái này lên. Sau đó event thì fresh thì set bit. Còn release thì reset bit. Nó chỉ là cái nút nhấn bình thường thôi. Ở đâu? Chúng ta sẽ tìm đến cái M start đúng không nào? M start. Cái này cũng M start. Cái này là M stop. Set bit. M stop. Tại sao không phải là I mà là M? Tại vì HMI chỉ nhận mình nhớ M thôi. Nó không nhận mình nhớ Y, tại vì mình nhớ Y là mình nhớ vật lý cho nên là nó không dùng. Rồi mô phỏng sản phẩm thì chúng ta chỉ set nó lên thôi. Set bit mô phỏng. Tìm đến cái bit gọi là mô phỏng. Đây, mô phỏng có sản phẩm. Chúng ta sẽ cho cái này lên màu xanh nhé. Display cho nó lên màu xanh đi. Tag mô phỏng có sản phẩm. Khi mà lên 1 thì chúng ta cho background của nó là màu xanh. Xanh này. Xanh này đi chẳng hạn. Thì nó sẽ tự động reset về 0. Sau đó cái này thì chúng ta cho nó dịch chuyển. Cho nó dịch chuyển từ movement này. Dịch chuyển ngang. Horizontal. Dịch chuyển từ đây đến đây. Đây. Từ đây đến đây. Với giá trị là từ 0 cho đến 5000. Của cái, từ 1. Từ 1 đến 5000 của cái gì? Của cái system này. System timer LS gì nhỉ? Timer LS3. Timer LS3 đâu? Cái ET này. Tức là execute time, thời gian thực. Từ 0 cho đến 5 giây. Thì nó di chuyển từ đây đến đây. Còn cái này, cái băng tải nhé, chúng ta bôi đen hai cái băng tải này cho nó hiển thị màu xanh khi băng tải chạy thôi. Một, và chúng ta chọn forest color là màu xanh khi đầu ra quy đúng không nào. Tag đâu rồi, chúng ta tìm đến default tag rồi băng tải một, tìm đến băng tải một và băng tải hai cũng vậy. Display send bit 1 thì nó foreign là cho nó lên màu xanh bằng tại 2. Ok chưa nhỉ? Sau đó bộ đếm thì chúng ta cũng kéo cái bit bộ đếm qua CNR nhé. Sau đó tìm đến cái gì? Tìm đến cái bộ đếm sản phẩm. Bộ đếm sản phẩm ở đây. Và cái K này, cái K này chính là cái kẹp này. Nó chỉ xuất hiện khi cái K lên 1 đúng không nào? Thì chúng ta sẽ mô phỏng cái LS3 đi. Animation Display hiển thị màu đỏ 1 thì chúng ta cho nó background forest color là màu đỏ. Cái này là MLS3. M đâu rồi? MLS3 ở đây. Cái này là MLS1. Chúng ta bôi đen hai cái luôn nhé. Lên 1 background cho thành màu đỏ đi. Màu đỏ. Sau đó các bạn click vào LS1 và kéo LMLS1 ra thôi. LS2
Thì kéo LS2 qua, kéo LS2 qua thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ gán tag cho cái K này, cái K đúng không? Và bôi đen tất cả các đèn nhé, bôi đen tất cả các đèn. Sau đó chọn display, chọn appearance mode thì cho background lên màu xanh. Sau đó chúng ta sẽ kích vào từng đèn. Ở đây là K thì chúng ta sẽ kéo K qua thôi. K ở đâu? K ở đây nhé. Rồi cái này là quay phải. Quay phải thì right đúng không nào? Quay phải là right. Và quay trái thì là left. Quay trái left ở đây. Băng tại 1 thì các bạn kéo băng tại 1 qua thôi. Băng tại 2 cũng vậy. Ở cái pH thì mình cũng gán cho nó luôn. Khi mà nó lên 1 thì chúng ta sẽ cho cái này 1. Thì chúng ta sẽ cho background là màu đỏ. pH ở đâu? Các bạn sẽ tìm đến cái pH thôi. pH ở đây. À phải là mph mới đúng chứ. M đâu nhỉ? Mph. Ok thì bây giờ cái này mình kéo lại cho nó nhỏ thôi. Nó hơi dài. Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng cái này. Cái này xuất hiện khi LS1 tác động. Các bạn sẽ tìm đến cái ungroup đi nhé. Ungroup cho dễ. Sau đó chọn cái animation display, chọn visible. Và chọn bit. Rồi khi LS1 lên 1 thì nó sẽ hiển thị. Còn cái này thì nó di chuyển từ đây. Rồi cái này nó di chuyển, chúng ta sẽ bỏ cái, chúng ta bôi đen tất cả cái này đó, group nó lại đó, group. Sau đó cho cái này qua đây, bôi đen, sau đó bỏ cái group, ungroup. Sau đó cho nó di chuyển movement horizontal đúng không nào, di chuyển từ đâu qua đâu, qua đây, từ đây qua đây. Thì với giá trị là từ 0 đến 1.000 đúng không nào? 10.000 chứ. Tức là từ 1 đi. Chúng ta cho từ 1 đến 10.000. Cái gì? Cái LS. Cái timer LS2. LS2 1. Các bạn sẽ quay trở lại cái mô phỏng này. Khi nào thì tác động LS2? Khi trong vòng 10 giây của LS2 1 thì chúng ta sẽ gán vào cái này. LS21 ET đúng không nào? ET. Và khi nào chúng ta cho nó xuất hiện visible orange 1 đến 10.000. 10.000 cái ET này nó sẽ xuất hiện khi đó. Ok, cái LS2 thì ngược lại, cái LS2 group chúng ta ungroup nó đi. Sau đó khi nào thì nó xuất hiện visible 10.000 luôn nhé. 10.000 từ 1 đến 10.000. Khi nó di chuyển trở lại, tức là LS1 đúng không? LS1 tức là nó quay lại. Timer LS11, chúng ta đã gắn timer LS11 chính là cái ET này. Và di chuyển thì horizontal movement, chúng ta di chuyển, cho di chuyển qua đây. Đấy, qua đây 10.000. Và từ 1 đến 10.000 ET cái này. Như vậy là chúng ta đã cho nó di chuyển xong rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy thử. Sau khi mà di chuyển qua thì chúng ta sẽ đưa cái này qua bên này. Như vậy là các bạn sẽ không thấy được nó nữa. Nó nằm bên dưới, đúng không? Nó nằm bên dưới cái màu xanh này. Do đó chúng ta không thấy được nó nữa. Bây giờ mình sẽ thử mô phỏng chạy nhé.
Và đây là cái SCADA sau khi mà mình đã mô phỏng, tức là đã chạy POC stream rồi các bạn nhé. Và mình sẽ nhấn nút Start này. Khi mà Start thì băng tải 1 và băng tải 2 sẽ chạy. Và chúng ta sẽ mô phỏng là có sản phẩm. Thì cái sản phẩm này sẽ di chuyển đến cái tay gấp này. Khi mà gấp được cái cảm biến 3 tác động thì nó sẽ di chuyển qua bên băng tải 2. Nó sẽ di chuyển như thế này. Nếu mà chạm cái LS2 ấy thì nó sẽ đi về, chạm LS2 thì nó sẽ lùi về. Lúc này nó sẽ tăng là đếm được một sản phẩm rồi. Nguyên lý là như vậy. Sau khi lùi về thì nó sẽ tác động LS1. LS1. Do đó chúng ta lại mô phỏng có sản phẩm tiếp. Thì cánh tay gấp sẽ đưa sản phẩm đến đây và di chuyển đến cái băng tải 2. Di chuyển đến băng tải 2. Lúc này thì đến LS2 thì nó sẽ thả sản phẩm và quay trở về tiếp. Và quy trình cứ lặp lại như vậy. Quy trình cứ lặp lại. Khi nào chúng ta nhấn stop thì toàn bộ hệ thống sẽ dừng. Nhấn stop thì toàn bộ hệ thống sẽ dừng. Và cái này cũng về không luôn. Và đây chính là cái file mô phỏng. Nguyên lý mô phỏng. Mình kết thúc ở đây nhé. Chào các bạn.